Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thượng Thư Đại Nhân. Biến, của tác giả Tô Áng. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Thượng Thư Đại Nhân, Biến, Tô Áng. Chương 1, Thả Giám Mất Lễ Nghi. Thượng Thần Đại Nhân, Biến. Nàng là con gái của Phương Chính, thương nhân bán lương thực kinh thành, thuở nhỏ đọc đủ thư thi thư, nữ công thiêu vá không cái nào không tốt nàng còn sở hữu dung nhan tuyệt mỹ, mím môi cười thôi cũng khiến người người siêu ngã. Nữ tử như vậy, đáng nhẽ phải được người ta chạy theo như vịt mới đúng, nhưng mà ở cái tuổi 20 xuân thì, chỉ vì thà một cái rắm giữa thịnh yến hoàng đình, nàng danh chấn thượng kinh. Trên điện thất nghi, không được tiến cung lần nữa. Dung nhan khuynh thế cũng bị hủy chỉ vì một cái rắm Ai hiểu được nỗi đau của nàng chứ? Ai lý giải được đau đớn của nàng không? người từng khiến bao nhiêu bà mối người này nối người kia tưởng như đạp rơi cả cửa, giờ lại không ai bén mảng đến thăm, rốt cuộc nàng phải sống thế nào đây? Thực ra khi nhị nương Lô Thúy Hoa của Phương Tri Uyển nước mắt dưng dưng đưa quyển sách chuyện phiền lòng nóng ruột của hậu trạch phú ra mà người ta không biết đến trước mặt nàng, nàng đã mua sẵn một quyển đọc ngấu nghiến rồi. Chẳng qua thấy đau thương trong mắt người kia rõ ràng quá, khiến cho nàng không thể không biết xấu hổ lôi quyển trong tay ra đối chiếu được. Lô Thúy Hoa nói, sao con lại không nóng không giận gì hết thế? Nói còn chưa xong, nước mắt như mưa cứ thế tí tách rơi đầy mặt. Tuy bà đã là người đẹp hết thời, không còn xinh xắn như ngày trước, nhưng phong vận bên trong vẫn không hề thay đổi, thật khiến cho Phương Uyển Chi vừa tròn 20 thấy mình quả không bằng. Lô Thúy Hoa nói tiếp, củ cải chua thì không ăn à. Một cô nương xinh đẹp đến vậy, nếu không phải chỉ vì... Cái giấm kia, thì sao có thể đến nỗi không ai hỏi thăm thế chứ? Từ cái giám đó, Lô Nhị Nương nói ra vô cùng ngượng nghịu, như thể mấy từ như vậy mà nói ra ngoài miệng thì mất thể diện lắm. Quả thật chuyện này đúng là không có thể diện thực, nhân sinh từ xưa ai mà không chết, ai mà đi ngoài không cần giấy chứ. Loại chuyện này, đâu phải nói nhịn là nhịn được. Xét cho cùng đơn giản cũng là vì thả nhầm nơi mà thôi. Giống như khi tất cả mọi người ngồi trồm hồm trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại là một chuyện, mở cửa ra lại là chuyện khác. Đối với việc này, Phương Đại Cô Nương cũng không cảm thấy uất ức gì nhiều, trên thực tế, nếu ngày ấy không có cái giám vang dội đó, nàng có khi còn chua sót như mua phải ba cân cải chua nữa kìa. Là nàng cố ý, chỉ vì không muốn phải vào cung, cho nên mới tự biên tự diễn ra một tiết mục hủy danh dự mình như vậy. Cũng không phải cô nương nào cũng có được dũng khí làm chuyện đó đâu, nàng lại càng thêm kiêu ngạo đương nhiên mấy lời này sao có thể nói với lô thúy hoa được càng không thể nói với người cha đã hao hết tâm tư muốn nhét nàng vào cung làm quý nhân kia bởi vậy nàng cầm lấy dây thừng trong tay nhị nương chạy đến ghế đá nơi hậu viện để cho ta chết đi một cô nương tốt đẹp sao có thể làm ra chuyện xấu hổ mất mặt tổ tông như thế ta sao còn mặt mũi mà sống trên đời này nữa để cho ta chết tiết mục này mỗi ngày phương ra đều phải diễn một lần Phương Uyển Chi đương nhiên là không thể tự tử thành công. Nhà hoàn nô tài khuyên can, nhị nương Lô Thúy Hoa thì khóc đứt từng khúc ruột, hét ấm hét ý cho người bên ngoài nghe thấy. Dù sao với nữ nhi nhà thương nhân chỉ vì một cái rắm mà phá hủy hết con đường phú quý của mình mà nói, thắt cổ là cách duy nhất thể hiện cảm giác thẹn thùng và áy náy mãnh liệt của bản thân. Mặc dù Phương Uyển Chi chưa từng có hai tâm trạng đặc biệt trên. Hoàng Yến ngày đó là do Thái Hậu nương nương tự mình chiêu đãi, mời nhiều cao tăng quyền uy trong nước đến dùng tiệc. Hoàng thất đại yển rất tôn trọng Phật giáo, người xuất gia tứ đại giai không, ngay cả con muỗi cũng nuôi đến mức cơ thể cường tráng, sao có thể làm ra chuyện sát sinh được. Cho nên Thái hậu nương nương đành nói, chuyện ngày đó chỉ là do một dân chúng tầm thường làm, nhiều quy củ đều không kiêm kỵ, mọi người liền tùy ý bỏ qua. Cũng bởi vì thế, cái giám của Phương Uyển Chi mới có thể thả thoải mái đến vậy, cũng nhờ trước kia luyện tập nhiều lần. Kết quả cuối cùng là phá hủy hoàn toàn ước mơ của cha nàng và thể diện của phương gia, không hơn. Nếu nói về tư sắc của phương đại cô nương, quả thực trong kinh thành không mấy người sánh được. Ánh mắt như nước mùa thu, mi mắt như núi xa, ánh nhìn như sóng nước, môi hồng đỏ thắm, đều là những điển hình của mỹ nhân. Chỉ tiếc mẹ nàng mất từ nhỏ, được nhị nương nuôi dưỡng bên mình. Thân thể Lô Thúy Hoa vốn không tốt, gần 40 cũng không sinh được nhi tử hay nữ nhi nào cho nên bà dồn hết tâm tư mình vào Phương Uyển Chi. Khi nào nên cười mỉm, khi nào thì nên lấy khăn chấm mắt. Không hổ danh là vũ cơ nổi tiếng nhất Yến Kinh năm xưa, Lô Thúy Hoa đem tất cả sức lực dạy dỗ Phương Uyển Chi. Không thể phủ nhận, bà rất yêu nàng. Mà sao trách được, vì trước năm 7 tuổi nàng vẫn được mẹ ruột mình dạy dỗ rằng, người không biết xấu hổ mới có thể sống được trên thế gian này, hai loại phương thức giáo dục không giống người thường lại hoàn toàn bất đồng với nhau này ít nhiều ảnh hưởng đến phương đại cô nương. Lô Thúy Hoa nói, hạnh phúc cả đời của nữ tử đều tùy thuộc vào nam nhân, dù không giữ được lòng hắn thì cũng phải giữ được tiền. Ít nhất là khi hoa tàn ít bướm, vẫn có đủ vàng bạc sống qua ngày. Mẹ ruột lâm hiểu hiểu của Phương Uyển Chi lại không cho là vậy. Người này xuất thân là lâm tiên tim của Phú Gia, cả đời chỉ tâm tâm niệm niệm một tên thư sinh nghèo kết hủ lậu là Thiệu Vân, tên này chỉ muốn ăn cơm mềm, vừa nghe nói hiểu hiểu muốn cùng mình bỏ trốn liền ôm hết bạc của bà chạy khỏi thượng kinh. Lâm hiểu hiểu cũng vì thế mà cắt cổ tay tự sát vài lần, đến khi tuổi lớn thì được cha mình an bài gả cho Phương Chính. Bà vốn không yêu Phương Chính, nhưng vẫn vì ông mà sinh hạ Phương Uyển Chi. Sau đó làm bạn với Phật gia nửa đời tụng kinh gõ mõ, ăn chạy niệm Phật bà nói với phương uyển chi rằng đừng nghe lời nhị nương con tìm người tâm đầu ý hợp mới có thể sống thoải mái được phương đại cô nương ngơ ngác gật đầu rồi lại gắp thêm miếng thịt cho vào mồm trong lòng định nói với lâm hiểu hiểu một câu nương lúc trước nếu nương bỏ trốn có khi còn chẳng hơn bây giờ tiền đổi lấy tâm người chồng khó mà giữ được lúc đó phương uyển chi đã nghĩ nhất định phải tìm được một người thương mình cũng phải giữ được tiền của người ta ít nhất nam nhân đó phải có đủ bạc mua thịt cho nàng ăn và kết quả của chọn lui chọn tới là đến giờ vẫn không gả được ra ngoài về phần cung đình đó là một nơi ăn thịt người đầu óc nàng thì không tốt nếu không may lọt vào đó không biết có thể đếm bạc mà sống qua được mùa đông năm sau không cho nên nàng không chịu nhưng mà lại nói tiếp phương uyển chi chờ đến bây giờ cũng là vì không thoát ra khỏi mấy mối quan hệ thấy người sang bắt quàng làm họ của cha Phương Gia là gia đình buôn bán lớn nhất Thượng Kinh, coi như cũng phú quý số một số hai. Tuy Phương Uyển Chi đánh rắm trong bữa tiệc hoàng gia, nhưng cũng không phải toàn bộ người tới tổ hôn đều chết hết. Phú thương nhà giàu có thể ngại nhưng vẫn còn tiểu gia công tử mà. Quái là ở chỗ, Phương Chính chướng mắt. Theo ý ông, khuê nữ của mình dù không vào được hoàng cung hùng chuyên lục ngói, thì cũng phải qua lại với tông thế vương hầu, nếu không thì cũng phải là con quan mà trong Hoàng Yến ngày đó lại không mời các đại thần trong triều và vương hầu công tôn. Cho dù lời đồn có khó nghe, thì chỉ cần một thời gian qua, vẫn còn hy vọng. Ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi này. Phương Chính cân nhắc, cũng chỉ có thể gửi gắm nơi Lan Công Tử có bàn tay hội hỏa tuyệt thế kia thôi. Nghe đồn vị công tử này không thích mỹ nữ chỉ yêu vàng bạc, mỹ nữ trong tranh vạn lượng khó câu. Quý là ở chỗ, chỉ cần tranh do hắn vẽ ra, không có chỗ nào không đẹp ông còn nghe được, vị Lan công tử này có quan hệ tốt với nhiều vương gia trong cung, chắc phi của Trần Vương Lưu Lễ cũng từng nhờ hắn vẽ cho một bức họa mới có thể ngồi vào vị trí ngày nay. Từ sau khi Phương Uyển Chi thất nghi, Lan Khanh công tử trở thành cơn mưa duy nhất trong ngày hạn trong mắt Phương Chính, không thể không cầu. Vì thế, Phương lão bản vòng vo trong thành bốn phương tám hướng, tìm hiểu nhiều nơi mới biết được chỗ của Lan Khanh. Ngày thứ hai lập tức mang bạc theo mình, lôi cả Phương Uyển Chi đi lên núi Bắc Yến ở ngoại ô Kinh Thành. Đây là nơi Lan Công Tử vẽ tranh, cửa lớn sơn đỏ, thêm lót cầm thạch, trên tấm biển ghi bốn chữ to đầy mạnh mẽ Ngọc Trần Phụng Uyển, vô cùng phong nhã. Phương Uyển Chi chấp chấp nhìn hai con sư tử to đùng bên cửa lớn thì hỏi Phương Chính. Cha, vị Lan Công Tử này có thể thay con tìm phu quân được sao? Cha nói hắn không thích người mập mạp quá à? Người không được thấp hơn sáu thước phải không? không hôi chân với quáng gà đúng không? Phương Chính không thèm đáp lại, xoay người đánh lên gáy nàng một cái. Con cầm miệng cho lão tử, đánh rắm là mất hết mặt mũi ta, giờ lão tử bỏ tiền tìm cho con con còn không lo cười trộm đi. Cha, cái này không đúng à? Đánh rắm thì không tìm phu quân được sao? Chẳng nhẽ phu quân của nữ tử bình thường không được thả rắm để nghẹn chết gà? Phương Uyển Chi không tin có người có thể nhịn không thả, nhưng mà ở đây không thích hợp để thảo luận chuyện này với cha mình, cho nên nghe lời cầm khăn lên che miệng cười trộm. "Cha à, người này chắc cũng phải tứ chi toàn kiện chứ. Có ham muốn gì cha đã hỏi thăm rõ ràng chưa? Có đam mê gì bất lương không?" Nữ nhi nghe nói những người có tiền thích nhất là xem. Đứng trước cửa lớn, Phương Chính đưa tay lên gõ cửa hai tiếng, không lâu sau có một người sai vặt ra đón, tướng mạo này không có gì lạ, khuôn mặt chữ điền bành ra trên mặt cũng chẳng tươi cười, nhìn thấy họ thì hơi cúi người chào. Hai vị đến đây là muốn làm gì? Giọng có phần ồm ồm, cộng với cơ thể to lớn càng giống như giáo đầu võ quán. Hắn nói hắn tên là Bì Bì, là tên Lan Công Tử đặt cho. Phương Chính mím mím miệng nhìn hắn hồi lâu, câu, Lan Công Tử đặt tên thật không tầm thường, cũng không thể nói ra miệng được, lúng túng một lúc mới nói, Phương Chính ngưỡng mộ danh tiếng của Lan Công Tử có tay vẽ tài hoa từ lâu, hôm nay đường đột đến đây là muốn xin một bức họa cho tiểu nữ huyền chi, phiền tiểu ca thông báo một tiếng. Bì bì này có vẻ ngày thường cũng tiếp không ít người xin tranh, theo thói quen gật đầu, không khách sáo đưa tay mời một tiếng rồi quay đầu hỏi. Mang đủ bạc chưa? Cái vẻ mặt nghiêm túc đó làm cho Phương Chính tự nhiên tức ngực. Còn chưa vào đến cửa, bỗng chốc lại có cảm giác như bị lừa gạt. Nhìn thấy tên Ngọc Trần Phụng Huyền, Phương Chính và Phương Huyền Chi đều cùng suy nghĩ, ở đây chắc hẳn phải giống càn khôn không nói đến chuyện ngọc thạch hình vòm giường cột chạm khắc nhưng cũng phải là một nơi cực kỳ phong nhã ít nhất cũng phải xứng với tấm biển phô trương bên ngoài kia họ cứ nghĩ rằng vị lan công tử này hẳn là không thiếu bạc nhưng khi bước chân vào bên trong họ mới phát hiện không có một khu nhà tranh rách dưới đình viện nhỏ chật hẹp giống như một hộ nông gia bình thường trên mái hiên treo đầy ớt ngô hành khô vừa vào cửa đã vang lên tiếng động làm kinh hồn bạt vía. Trước nhà tranh có một mảnh đất nhỏ, trên đó đầy những cây hành lá xanh biếc, tỏa ra mùi nồng nặc. Cửa sổ nhỏ trong phòng nửa mở, thỉnh thoảng bị gió thổi vẹo trái vẹo phải, phát ra từng tiếng két két chói tai. Cách đó không xa còn có một phòng chứa củi, cửa mở lớn, bên trong chất đầy tranh vẽ và đủ loại văn chương. Tất cả cho thấy một điều, buồn xỉn phương chính ôm chặt ngân phiếu trong ngực thụt lùi về sau vài bước nhìn ngoài thì cửa lớn từ đàn biển hiệu rồi sư tử đã vậy mà bên trong thì nhà tranh vách đất treo đầy ớt khô nhìn ra lại nhìn vào tâm hồn gần như sụp đổ lan khanh công tử trong truyền thuyết có đúng là ở nơi này không phương uyển chi nói cha cây hành này khá lớn đó lúc về chúng ta xin nhổ hai cây về nhúng tương ăn đi phương chính lười phải trách đứa con thiếu đầu óc của mình nhìn chằm chằm vào mái nhà tranh bị gió tốc lên hơn phân nửa, miệng không ngừng có rút. Đây là nơi Lan Công Tử nổi danh đại hiển ở sao. Một bức mỹ nhân đồ hơn vạn lượng hoàng kim, đều mang đi quyên xây môi miêu đổ nát đầu thôn hết rồi sao. Vốn cũng hiểu được thường thức đặc biệt của lão gia nhà mình, nhìn sắc mặt hai người khách bì bì không thể nào trách được, hắn rất nghiêm túc đưa tay mời đối phương, nhị vị thông thả vào trong, sau khi vào sẽ biết vì sao có nhiều người đến hỏi công tử nhà chúng ta nhờ vẽ. Nói xong liền thuần thục lấy lưu hương trong túi ra, đốt hương thơm rồi đặt trước cửa phòng. Thoát cái đã nhảy ra tiểu viện. Như thể chỉ cần ở chỗ này thêm một khắc, mình cũng thấy không còn mặt mũi. Hai người nhìn lưu hương trước cửa thì vô cùng khó hiểu, rồi quay lại nhìn người đã biến mất trước cửa lớn hồi lâu, xem chừng trong một thời gian ngắn hắn sẽ không trở về, hai người mới cứng nhắc gõ cửa nhà tranh. Lan công tử, tại hạ là phương chính, đưa tiểu nữ uyển chi đến xin tranh. Cánh cửa gỗ cũng nát đến mức phương chính không dám gõ quá mạnh, sợ hơi quá tay một chút cũng gãy vụn luôn. Trong phòng không có ai lên tiếng. Ông tưởng đối phương không nghe, lại gọi thêm lần nữa. Lan công tử, ngài có ở đây không? Vẫn không có ai trả lời. Lan công tử, Lan công tử, ta đã mang đủ bạc tới, ngài xem. Cửa căn nhà tranh đột nhiên mở ra một khe nhỏ, sau đó là một bàn tay rõ từng khớp xương, trong lòng bàn tay viết phí mở cửa, 50 lượng. Phương Chính sợ đến mức không dám động. Cảnh tượng quỷ dị như thế, nếu không phải bây giờ đang là ban ngày, ai cũng sẽ tưởng mình đang gặp quỷ. Ngón tay người kia có phần không kiên nhẫn, lắc lư hai cái rồi thu về. Hù Phương Chính vội vàng đút vào một tờ ngân phiếu. Ông thấy đối phương sờ sờ hai cái rồi ruột ruạt. Thên cửa được mở ra, cánh cửa mở rộng, không hề có người nào, chỉ phảng phất hương chúc dễ chịu. Cảm giác như bàn tay cầm lấy 50 lượng bạc vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Phương Chính có phần sợ hãi, quay đầu nhìn Phương Uyển Chi, thấy Phương Uyển Chi vẫn còn nhìn chằm chằm vườn hành ngoài kia, phút chốc sợ hãi trong lòng cũng biến mất không còn một mảnh, ông bực bội kéo mạnh đứa con gái vào phòng. Dù sao đã đến đây rồi, không vào xem chút cũng phí mất 50 lượng bạc. Nhưng mà vừa bước vào, phương chính đã bị mấy bức mỹ nhân đồ treo trên xà nhà đang đông đưa theo gió làm kinh ngạc tranh vẽ treo trên xà nhà cao cao mỗi bức là một nữ tử dung mạo khác nhau người cười người đưa tay lướt qua cành liễu cũng không phải đều là mỹ nhân nhưng khuôn mặt mỗi bức hình đều có một phong thái độc nhất vô nhị ông từng thấy cách vẽ tỉ mỉ của lâm tiên sinh khiến nhiều người kính nể nghĩ thế đã tuyệt đỉnh rồi nhưng những bức họa này so với tranh của lâm tiên sinh còn thêm bảy phần linh động quả thực là bút pháp thần kỳ sinh hoa. Nhìn lại bài trí trong nhà tranh, nó cũng đơn sơ như vẻ ngoài, ngoại trừ những bức họa trên sàn nhà, ngay cả một bộ bàn ghế cũng không có. Ở giữa có một tấm bình phong khắc động bát tiên không phải là lớn, ngăn cách căn phòng làm hai gian. Người bên ngoài sẽ không nhìn được phía sau bức bình phong, chỉ nghe một giọng nam vọng ra. Chiều đãi không chu toàn, thứ lỗi. Giọng nói như chỉ mới hai mươi có chút không tập trung, hơi vô lễ. Đến cửa là khách, người tới lại là trường giả, ngay cả trung trà cũng không chiêu đãi. Lan công tử này đúng là người duy nhất của đại hiển rồi. sắc mặt phương chính có phần khó coi, nhìn sang bức họa nữ tử bên cạnh, bất mãn cũng đành nuốt xuống. ai bảo ông có việc cầu người ta chứ? ông yên lặng đẩy phương uyển chi lên phía trước, chắp tay nói. người ngồi trong có phải là lan khanh, lan công tử không? Tại hạ là phương chính, là thương nhân lương thực thượng kinh, nghe nói ngài có khả năng hội họa tuyệt vời, vì thế hôm nay mới đưa tiểu nữ Uyển Chi đến, nhờ ngài vẽ một bức họa để tìm một môn hộ trong sạch. Ồ, Lan Khanh nghe xong thì đáp một tiếng. Tới đây ai cũng muốn tìm người tốt để gà cả, phương lão bản mời ngồi. Ngồi. Hai người nhìn một vòng quanh căn phòng nhỏ trống trải, sau đó mới nghe Lan Công Tử nói thêm một câu. Góc tường đằng sau có đệm gói. Đây cũng quá tiết kiệm a. À. Ngay cả cái ghế cũng không chịu mua. Thượng thư đại nhân, biến. Tô Áng. Chương 2, Keo Kiệt đến tận xương. Thượng thư đại nhân, biến. Phương Chính cảm thấy ông đã làm một cuộc mua bán cực kỳ hoang đường rồi. Tên sai vật thì tráng kiện, công tử thì không chịu lộ mặt, còn Keo Kiệt vô trương đến tận xương. Lần đầu ông chịu tốn bạc mà lại còn bị người ta rắc mũi như thế hai người ngồi xếp bằng trên tấm vải rách không biết nhặt ở đâu về, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn tấm bình phong vẽ động bát tiên tinh xảo, dường như còn chưa lấy lại bình tĩnh. Phương Chính hỏi, một bức mỹ nhân đồ ngài vẽ bao nhiêu bạc vậy? Phương Uyển Chi trước kia cũng được Phương Chính tìm cho vài người vẽ tranh, cho nên với quy củ của nghề này cũng hiểu đôi chút. Mỗi bức tranh khác nhau, giá tiền cũng sẽ không giống nhau. Phương Chính tự nghĩ, Phương Uyển Chi mặt mũi không tệ, giá có thể không quá đắt, đang định nói chúng ta không cần bối cảnh sơn thủy đâu, thì Lan Công Tử đã trả lời. Chỗ ta có hai loại tranh, tranh thật và tranh tạm, không biết phương lão bản chọn loại nào. Dứt lời từ phía sau bình phong tung ra hai bức tranh. Đều là một người, một bức thì tinh mỹ xinh đẹp, một bức thì cầu thả hỗn loạn. Nhìn là biết bức nào là bức tạm. Phương Chính nhìn hai bức họa hồi lâu, ngậm nước mắt nói câu tranh thật thì bao nhiêu phía sau tấm bình phong lại vung ra ba bức tranh. Bức thứ nhất là vẽ trong ba tháng, một vạn lượng, không vừa ý cũng không sửa. Bức thứ hai vẽ năm tháng, một vạn năm ngàn hai trăm, có thể sửa một lần. Bức thứ ba cần nửa năm, hai vạn lượng bạc, có thể sửa ba lần, sau khi gả đi còn tặng kèm một bà đỡ có kinh nghiệm nữa. Ngân xanh trên trán phương chính căng bần bật. Ông đã gặp qua nhiều người làm ăn, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy ai lừa đảo như Lan Khanh đến đây tìm tranh ai mà không muốn khuê nữ nhà mình gả cho mối tốt nhìn bức hỏa hai vạn này rồi hai bức kia sao còn lọt vào mắt nổi huống chi ba tháng có thể vẽ xong nhất định là không để tâm nhiều phương chính mím môi vậy cũng đắt quá lan khanh cũng không định khuyên ông vô cùng hòa nhã đề nghị đây cũng xem như tiền mua cô ra bao nhiêu bạc thì mua được dạng cô ra kiểu đấy ngài cứ tự suy nghĩ một câu đã đâm chọc đúng tim. Phàm là tới đây, ai mà không muốn mua cô ra tốt. Hai vạn lượng, nửa năm sau, một bức mỹ nhân đồ tinh xảo nhất. Hai người cuối cùng cũng đạt được quyết định. Sau khi phương chính giao bạc xong, tim phổi đều đang dỉ máu, ông vuốt vuốt đống ngân phiếu bị vơi đi 2 phần 3 trong lòng, khóe miệng run dày hỏi, nghe nói ngài quen nhiều quan lại và quý nhân trong chiều, nếu tranh này vẽ xong, có thể giúp đỡ chút quan hệ được không? đây là lý do chính ông đến đây. Bóng người mơ hồ phía sau bình phong vẫn còn đang đếm bạc, vừa lật ngân phiếu vừa nói, tam phẩm trở xuống thì ba nghìn, tiểu thiếp của nhị phẩm thì sáu nghìn, thị thiếp của vương hầu thì một vạn đến tám ngàn. Cả khuôn mặt của phương chính đều xanh mét một mảnh, run miệng nuốt một ngụm nước bọt. Còn chưa kịp mở miệng hỏi có thể giảm giá không, thì phía sau bình phòng đã vung ra tấm ván gỗ, không được mặc cả. Muốn gà tốt lại muốn ít tiền, Phương lão bản cũng là người làm ăn, đạo lý này không cần ta nói ông cũng hiểu chứ. Mấy câu đã cắt đứt ý định của Phương Chính. Đúng là người lăn lộn làm ăn đã lâu, làm gì có ai miệng mồm kém cỏi. Phương Chính lão cán nửa đời, không ngờ trước mặt một hậu sinh như Lan Khanh lại nghẹn họng như thế. Ông nói, việc mua bán quan trọng là vừa mua vừa bán, giá này cũng quá bức chết người ta rồi, Lan công tử ra cái giá này, bạc là để. Có thể nhượng bộ một chút không? phong tam nương nổi tiếng kinh thành là bản thân của ta tam cô lục bà không chỗ nào không quen sinh con đỡ đẻ đều bao hết cho ông ông nhìn mà xem bát tự cũng tìm người thích hợp nhất nếu gả nữ nhi đi mà không được dùng còn có thể tìm một vợ kế giúp nàng lấy lòng nữa đấy lan công tử vừa tính toán bàn tính lạch cạch vang lên nếu còn tính nữa thì không thể chỉ là cái giá này thôi đâu phương chính nắm chặt tay phong tam nương à đây là người mà ngay cả người sắp chết cũng có thể tìm ra mối hôn sự, nhưng mà cũng là bà mối khó nhận lời nhất. Chỉ là, tam cô lục bà gì đó, tự chúng ta có thể tìm, phương mỗ tuy là làm ăn buôn bán nhưng cũng không phải người eo triền bạc triệu như người ngoài nhìn ngó, hôm nay thực sự là. Phương lão bản vẫn tận tình thương lượng, lan công tử bên trong không hề có ý khuyên can. Đến khi ông nói tới miệng khô lưỡi khát, người kia mới không lạnh không nóng trả lời một câu, Ta nhận việc cũng tính bạc theo giờ, quá một khắc thì nhiều hơn 20 lượng, ông xem, hương trước cửa còn một đoạn nữa thôi. Phương Chính rốt cục cũng hiểu đặt lưu hương trước cửa là để làm gì. Nhìn thấy nén hương đã đến đốt cuối cùng, chỉ còn một đoạn nữa là hết, ông vội cuống quýt hô ta trả. Nhưng phiền ngài cho khuê nữ nhà ta con trai con tam phẩm, bức hỏa cũng vẽ cho nó quyến rũ một chút. Ông vốn muốn nói là trên nhị phẩm, nhưng biết làm sao được, giá đắt quá dù muốn bấu víu vào quý nhân cũng phải nghĩ đến bạc trong túi quần nói đến tướng mạo phương uyển chi ngũ quan đều tốt nhưng mà vẫn thiếu một phần xinh đẹp nếu đưa cho người ta xem đương nhiên sẽ thích bức họa tốt hơn lan khanh nghe vậy thì khẽ cười tâm tình rất tốt đặt bàn tính qua một bên đứng qua đây ta nhìn một chút vậy sao mà nhìn được phương uyển chi ngồi một bên ngẩn người cả buổi giờ thật thà đứng lên nhấc chân định đi sang bên kia bình phong. Cửa sổ nhỏ hé mở, bị bị đang ôm một đống hành lá lò mặt vào, hắn co quắp nhiệm nói, cô nương đứng đó là được rồi, công tử nhà chúng ta có thể thấy được. Hắn nói là vị trí ở giữa bình phong. Cách một tấm màn dày thế mà cũng thấy rõ được à. Phương Uyển chi sợ sệt, vừa mới bước tới đã thấy một đôi mắt phía trước. Nàng quả thực bị dọa hết hồn, suýt chút nữa đã đưa hai ngón tay trực tiếp đâm qua nhưng quả thực đó là một đôi mắt rất đẹp, mắt phượng hẹp dài, đôi mắt khẽ hếch lên. Đối với nam tử mà nói, như vậy có phần quá thanh tú, còn mắt sắc lại cực nhạt, có một vẻ nhàn vân giã hạc sạch sẽ không nhiễm bụi trần. Nàng nhớ đến một quyển sách đã từng đọc qua. Từ xưa giờ con mắt họ hạ hầu là đẹp nhất, sáng như nhật nguyệt, trong như ngọc thụ lâm phong, mắt không gió không trăng, không nhìn khói lửa. Dù chưa gặp một lần nhưng vẫn không quên được phong thái đó nhưng mà chủ nhân của đôi mắt qua lỗ thùng trên tấm bình phong này hắn khắc một lỗ thùng nhỏ đến vậy đúng là khiến cho người ta không thể ngừng run run khóe miệng thêm tiền nói câu này xong con mắt bên kia lỗ thùng liền biến mất thay vào đó là tiếng kêu rên của phương chính đau đến không muốn sống hận không thể lấy máu ra đưa đi cho đến khi rời khỏi ngọc trần phụng uyển phương uyển chi còn đang cảm thán nước biển quả nhiên là không thể lấy gáo tát. Đời người khác biệt, điền viên không nhất định phải là đảo uyên minh, một đồng tiền mua được hạt vừng cũng phải trốn đến nơi rừng sâu núi thẳng mà ăn một mình. Thượng thư đại nhân, biến. Tô áng. chương ba, Lan Công Tử không thích nói chuyện phiếm. Thượng thư đại nhân, biến. Lúc chính thức bắt đầu vẽ tranh là giờ ngõ ba ngày sau. Đồng đi xuân tới, giờ cũng là lúc tuyết động tan hết, cây cối đâm trồi nhưng mà đầu mùa xuân năm nay lại ấm áp hơn bình thường. Mấy trận mưa phùn thưa thất lẻ tẻ rơi xuống mấy lần, lại không khiến người ta thoải mái. Mây đen chẳng chịt phía chân trời, âm u như đè nén. Phương Uyển Chi không biết vị Lan Công Tử này làm gì mà chọn giờ này để vẽ tranh, nàng nghĩ trộm, có khi đây là ca tính khác người thường của mấy họa sĩ, đương nhiên cũng có thể là do đầu óc có bệnh. Nàng nghĩ khuynh hướng sau có vẻ đúng hơn. Lúc trước khi vẽ tranh, Lan công tử đã nói, ngày thường hắn có trăm công nghìn việc, thời gian vẽ tranh do hắn ấn định. Phương đại cô nương có phần bất mãn. Chẳng lẽ, giờ hắn muốn vẽ tranh buổi chiều, nàng cũng phải đến buổi chiều hay sao? Chuyện này thực sự sẽ gây tổn hại đến khuê dự tiểu thư khuê các của nàng, mặc dù thứ này đã bị nàng tự tay phá thành cận bã. Lúc nhà hoàn thanh liễu cùng nàng đi vào sân, bì bì đang hăng hái chiến đấu với đám hành phía trước nhà, cánh tay trắng kiện ngâm đen cuồn cuộn nổi lên hơn phân nửa ống tay áo, vô cùng mạnh mẽ. Trong đống hành chất lên xe, hai ba cây có buộc một tấm ván gỗ vô cùng chói mắt. Phương Uyển Chi nhìn chữ viết phía trên, Lan Khanh. Bên song cửa sổ khép hờ không nhìn thấy bóng dáng người kia, chỉ nghe tiếng hắn truyền ra. Hôm nay tăng lên năm lượng đi, thời tiết bên ngoài không tốt, hạ nhân nào dễ nói chuyện thì giảm thêm chút bạc cũng được, về sớm còn có việc. Bộ hành này là vàng sao? Năm lượng bạc một cây hành, muốn giết người à? Phương đại cô nương rất đồng tình nhìn bì bì mang ý cầu phúc, vô cùng bình tĩnh đi vào nhà trong, vén áo thi lễ, khẽ nói. Công tử bình an. Lan công tử cũng không nói gì. Phía sau bình phong vang lên tiếng lật giấy tuyên thành, có lẽ là đang chuẩn bị vẽ. Phương Uyển Chi cũng không thấy mình đến trễ, trên thực tế, nàng đến trước thời gian ước định một phút đồng hồ nữa kìa nàng lắng nghe động tĩnh bên trong ý bảo thanh liễu đưa giấy và bút mực đã chuẩn bị sẵn ra nhẹ giọng nói công tử hôm đó đã thảo luận với cha ta sẽ giới thiệu con trai một vị quan tam phẩm cho ta nhưng mà ta không rõ vị công tử này là người nhà nào bao nhiêu tuổi nhân phẩm ra sao lần trước nàng lo đến mức một câu cũng không dám hỏi hôm nay đến đương nhiên là muốn được giải đáp rõ ràng nữ tử ai cũng muốn lập gia đình Phương Nguyễn Chi nhiều năm chưa gặp được tình đầu ý hợp. Chỉ cần không phải tiến cung, chờ chết, gả cho con cái nhà quan từ từ bồi dưỡng, tạm thời cũng xem như cả đời đi. Về phần học thoại bản bỏ nhà trốn đi, dạo vài vòng trên đường cũng có thể gặp được công tử tốt giữa thời loạn lạc. Từ khi 16 tuổi nàng đã quên mấy giấc mộng hoang đường đó rồi. Người sống thực tế một chút mới được. Lan Khanh nghe vậy thì tay cũng dừng bút, dường như quên mất người nàng nói là con nhà ai hồi lâu mới nói ba điền sản ở ngoài ô kinh thành có một cửa hàng đồ sứ không tồi trong nhận thức của hắn trước kia nữ tử xin tranh đều muốn biết những thứ này cũng chỉ cần mấy điều này thôi về phần nhân phẩm đức hạnh chẳng có gì quan trọng lan khanh không thích nói mấy chuyện không có ý nghĩa đặt giấy tuyên thành lên rồi nhân tiện nói câu bắt đầu đi ba điền sản ở ngoài ô kinh thành mỗi ngày đều ăn thịt kho tàu cũng không có vấn đề gì nhỉ phương uyển chi ý bảo thanh liễu nhớ kỹ tâm tư cũng không đặt lên bức tranh nữa cho nên không nghe thấy lan khanh nói ba chữ kia tiếp tục hỏi tiếp vị gia kia là văn thần hay võ tướng vậy ngày thường có ăn kiêng gì đó không thích ăn thịt kho tàu không ta không thích ăn gừng hắn có ý kiến gì không từ xưa tương kính như tân không có sở thích hợp nhau đừng có cho rằng chuyện ăn gừng hay không này là nhỏ ngay cả bánh bao cũng có thể dẫn đến huyết án đấy huống chi là gừng nữ nhân này sao lại cam giam nhiều thế? Lan Khanh nhíu mày, cũng không thích phản ứng của nàng, tiếp tục chăm chú làm việc. Trước mặt hai người cách tấm bình phong, Phương Uyển Chi cũng thấy không rõ tình huống đối diện, đứng nguyên tại chỗ một lát, rồi thử thăm dò. Lan công tử hình như không thích nói chuyện phiếm à. Nói hai câu cũng đâu có nghẹt thở được, tích chữ như vàng thế. Lan Khanh cua cua cán bút. Lúc kiếm tiền, ta sẽ thích tán gẫu cả khuôn mặt Phương Uyển Chi đều xa sầm xuống. Bởi vì hôm nay phải vẽ tranh, để hình ảnh đẹp, Phương Chính cố ý bắt Phương Uyển Chi cài một châm ngọc hoa lan trên búi tóc. Nàng ghét cây châm này vì nó nhiều tua quá, nặng đầu, cho nên liền cầm trong tay. Bây giờ bắt đầu vẽ tranh, không thể không cài nó lên, Phương Uyển Chi khó khăn lắm mới vén được đống tua qua một bên, thần sắc mệt mỏi, lại điểm thêm vài phần lười biếng. Cặp mắt phía sau bình phong lúc đầu chỉ nhìn lướt qua, sau đó dừng lại, nhìn một lát rồi đặt bút xuống. Phương Uyển Chi cảm thấy vẻ trầm mặc như thế vẽ tranh sẽ không đẹp, cho nên đành miễn cưỡng cười tươi dịu dàng. Nhưng mà miệng nàng nhanh chóng cứng đơ, người đối diện vẫn không có động tác gì, đôi mắt bên cái lỗ thủng vẫn nhìn nàng chằm chặp. Nàng vỗ quai hàm hai cái, hít sâu một hơi, vừa định hỏi đây là ý gì, thì thấy bì bì đi tới. Phương cô nương, cô có thể tháo cây châm trên đầu xuống để cho công tử của ta nhìn chút được không? Người này, hóa ra là vừa ý cây châm của nàng. Sắc mặt của bì bì lạnh nhạt thành quen, kể từ khi đi theo vị này, hắn đã không còn để ý đến mặt mũi nữa, tiết tháo như nước chảy về biển khơi, hắn không thể không nhận mệnh, thấy chết không sờn. Thành liễu nói, thứ trên đầu nữ nhi ra sao có thể lấy xuống cho nam tử xem được. Phương Uyển Chi không nói hai lời, nhanh chóng đưa cây châm cho bì bì mẫu thân của vị kia như thế nào có cư xử khéo léo không quả nhiên là không bỏ qua cơ hội nào để moi tin tức lan khanh lúc này mới nghiêm túc nhìn phương uyển chi một cái mẹ hắn mất năm ngoái không có bà bà thế thì rất tốt phương đại cô nương xoa xoa tay hài lòng với tin tức vừa nhận được để vẽ một bức tranh hoàn mỹ không gì khác ngoài dung mạo của cô gái trong tranh Quan trọng là phải có một vài động tác làm cảnh đẹp ý vui. Không chờ Lan công tử nói, Phương Uyển chi tự bày ra vài tư thế thử xem. Hàng năm tiếp nhận phương thức giáo dục của nhị nương, bây giờ việc này với nàng chỉ đơn giản như hạ bút thành văn mà thôi. Vì thế nàng còn cố ý mang theo quạt tỳ bà, đưa lên che nửa mặt. Chỉ vài động tác lên xuống, tư thế thay đổi không ít, nhưng Lan Khanh lại có vẻ không vừa lòng. Lùi tới cư mấy chữ đơn xấu, đổi đi khó coi. Hắn nói thích cây châm khảm ngọc này, xem niên đại thì có thể là thời ngụy tấn gì đó. Mặc dù không đáng bao nhiêu bạc nhưng hắn khá thưởng thức tay nghề của Vương Ngạn Cương, chỉ tiếc là sau khi người này mất, không có nhiều đồ được lưu lại. Món đồ cổ này quả thực rất khó có được. Phương Uyển chỉ yên lặng nhìn công tử đang loay hoay sau tấm bình phong, rất muốn hỏi một câu, con mẹ nó ngươi có thể không nhìn mà vẽ được à? Thời tiết hôm nay vốn nóng bức, Phương đại cô nương lại mang áo khoác lớn ngoài xiêm ý, mồ hôi cứ thế dịn ra sau gáy. Nhưng nàng là một nữ tử có tu dưỡng, nhịn một lát mới nhếch khóe miệng bày tỏ, tốt xấu gì ngài cũng phải nhìn ta một cái chứ. Hoặc là nói xem thử, từ thế nào mới vẽ tranh đẹp được. Vẫn không dám chọc giận hắn. Quan trọng là, bạc bỏ ra rồi không vẽ cũng không thể về. Lan Khanh dường như không thích người ngoài làm cụt hướng của hắn, miễn cưỡng nói ta chưa nghĩ kỹ. Phương Uyển chi thật sự cảm thấy quá lâu rồi nàng chưa gặp ai tùy hứng đến mức cây ngay không sợ chết đứng như vậy. Nàng hít sâu một hơi, ngoài cười nhưng trong lòng thì không hỏi. Vậy khi nào ngài mới nghĩ kỹ được? Ngày mai, ngày sau, hay là ngày kia? Nàng đổi sang ngày đó rồi lại đến. Lan Công Tử ồ một tiếng, cúi đầu vút hai cái lên phần chạm trổ trên cây châm, da mặt vô cùng dày nói: Cô có muốn đưa cây châm cho ta không? Nghe câu này, đến bì bì mà cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Thượng thư đại nhân, biến. Tô áng. chương 4, cái ô cũ nát. Thượng thư đại nhân, biết. Sau khi chuyển giao cái châm đồng kia đi, Phương Uyển Chi rốt cục cũng không còn dối rắm chuyện tư thế nào mới được nữa. Mặc dù một khuê nữ đưa châm cài cho nam tử có thể khiến bao nhiêu người sinh ra ý nghĩ sâu xa, nhưng đối tượng này là Lan Công Tử, Phương Uyển Chi có thể cực kỳ xác định, dù có đưa cho hắn cái yếm theo vàng, hắn cũng chỉ tháo sợi chỉ vàng trên mặt xuống, chứ hoàn toàn không hề có xuyến sao. Nhưng cái nàng để ý lại là, nếu ngài lấy châm thì cũng nên nói cho ta thêm tin tức của vị gia kia chứ. Lan Khanh trầm mặc một hồi rồi rõng rạc nói, đây là cô tặng cho ta, không phải mua bán, đương nhiên ta cũng không cần trả thù lao. Cuối cùng chuỗi động tác của phương đại cô nương cũng dừng lại, một tay cầm cây quạt tròn, tay kia nắm lại, vẻ mặt nhẫn nhịn như sắp nổi đóa. Đó là phản ứng của nàng khi nghe được câu nói không biết xấu hổ kia của Lan Khanh. Lan Khanh nói, bộ dạng này của nàng nhìn qua rất có sức sống, lên tranh thì sẽ đẹp. Lúc hắn nói câu này, giọng nói không có gì đặc biệt. Nhưng Phương Uyển chi lại giật mình về nhãn lực của hắn, hầu như hắn không hề nhìn nàng mà. Tâm tình bị hắn lừa cây châm rất nhanh đã biến mất. Thậm chí nàng không dám tưởng tượng, chung một mái hiên với một tên họa sĩ không thích mở miệng đến nửa năm, thật là thảm họa. Hôm đó sau giờ ngỏ, mây đen chẳng chịt nặng nề rốt cục cũng không giữ nổi, mưa ào ào như chút nước. Phương Uyển Chi nhìn từng hạt mưa lớn rơi trên ngói thạch, cảm thấy đầu mình cũng đầy nước không kém trận mưa này bao nhiêu, nếu không thời tiết kiểu này sao lại quên mang ô được chứ, đúng là đầu ư nước mới làm ra chuyện ngu xuẩn kiểu này. Lan Khanh nói, trời mưa rồi, giọng điệu vô cùng thoải mái. Phương Uyển Chi đưa vạt áo lên che mặt, hùng hổ trương ra một ánh mắt đầy khinh bỉ. Nàng là cô nương trong sạch, đoan trang có, thùy mị cũng có đó. Lan Khanh hiếm khi hảo tâm nói bị bị đưa cho nàng một cái ô. Lại là một cái ô sắp hỏng. Trên đó có viết tên Lan Khanh, rồng bay phượng múa, đường đường hoàng hoàng. Với cốt khí của phương đại cô nương, nàng cự tuyệt. Ai mà ngờ mưa bên ngoài lại quá lớn, càng lúc càng to hơn. Không muốn bị ướt thì ngoài viện ta có một chiếc xe ngựa có thể đưa cô về, ba mươi lượng. Phương Uyển chi bực bội kéo thanh liễu và cái ô sắp hỏng kia đi. Chỉ là nàng không nghĩ tới, lúc nàng bấu víu lấy cái ô bị gió thổi siêu trái vẹo phải trên đường lớn, thế mà có hơn 10 người đuổi theo đòi mua lấy cái ô này. Nàng thấy đây mới đúng là chuyện hoang đường nhất. Cái ô Lan Khanh đưa cho nàng dù có cũ một chút nhưng ít nhất cũng che được khỏi mưa, không bán. Nhưng mà người đuổi theo kia vừa thấy nàng khoát tay đã vội vàng moi tờ ngân phiếu 500 lượng bạc trong ngực ra nhét vào tay nàng. 500 lượng đúng không? Tại hạ nguyện mua. Tại hạ cũng nguyện mua. Một người khác cũng vội vàng moi bạc. Người không hiểu thư tự trước sau à, tại hạ nguyện ý bỏ hơn 100 lượng nữa. Phương Uyển chi ngơ ngần cả người. Một cái ô cũng nhiều lỗ thùng, Cuối cùng cũng được người ra giá cao nhất 700 lượng lấy đi. Hắn run run đống thịt béo trên mặt, vô cùng hưng phấn nói với Phương Uyển Chi, chữ của Lan công tử còn khó xin hơn cả tranh, hắn phải về lót thêm vài tờ giấy cho cái ô này cứng cáp thêm. Đến lúc đó Phương Uyển Chi mới ý thức được, Lan Khanh còn nổi danh hơn so với nàng tưởng tượng. Trong kinh này muốn có tranh của hắn, ngoại trừ bạc, còn phải xem tâm tình của hắn. Đệ nhất công tử Đại Nghiễn nàng khẽ nhắc lại sáu chữ này yên lặng suy nghĩ không biết nếu người ngoài nhìn thấy đống hành trên xe với hai mươi lượng một tấm ván gỗ nhỏ thì sẽ có tâm tình gì nhỉ cũng đúng lúc đó nàng nhìn thấy đầu phố đầu cổ bên cạnh xe hành vẻ mặt bì bì không chút thay đổi có lẽ là đã quen mất mặt hắn cũng không thèm để ý đến lời chỉ trò mày là đồ mốc của các tiểu thương khác bình tĩnh tự nhiên bày ra tấm bảng với nét chữ của lan khanh mua hành tặng ván gỗ một câu kinh động là thế năm lượng bạc một cây hóa ra là bán như vậy à năm lượng bạc một cây đó là cả một xe đó bì bì đếm hành xong ước lượng ngân phiếu rồi đi qua người phương uyển chi một lúc nàng vẫn cứng ngắc ôm tấm ván gỗ kia vừa đi cạnh xe hành lá vừa ngây ngốc hỏi công tử nhà ngươi không phải tùy tâm tình mới bán chữ sao bì bì nhướng mày kỳ quái cô thấy công tử chúng ta là người tao nhã vậy sao chỉ cần có bạc đều bán. Vậy thì tại sao? Người ngoài kia đều nói tranh hắn khó cầu. Bán chữ không phải là nhanh hơn sao? Tuy là một bức mỹ nhân đồ cũng kiếm được rất nhiều, nhưng cũng phí tâm tư quá. Bì bì nhìn nàng như thế, cô thế mà cũng không hiểu à. Như vậy mới có phong cách ha, vật hiếm mới quý, bán nhiều thì không đáng giá nữa. Đầy đường cai chỗ nào cũng có, ai còn muốn mua tranh giá cao nữa chứ? thế thì đứng trên đường bán hành tây, là có phong cách à? Quả nhiên truyền thuyết đều là gạt người cả. Phương Uyển Chi ngạc nhiên. Nhưng mà nói đi nói lại, Lan Khanh keo kiệt thì keo kiệt, nhưng cũng không hề chiếm một chút tiện nghi nào của nàng. Lấy cây châm kia, cũng đưa lại cho nàng một cái ô quý giá, vẫn còn chút phong độ, đang định đứng lên thì bì bì gọi lại Phương Cô Nương. Vừa rồi cô bán được 700 lượng đúng không? Công tử chúng ta bảo phải đi theo sát cô, 30 lượng bạc là công cô bán, còn lại lần sau nhớ trả lại cho công tử. Cả người Phương Uyển Chi đều cảm giác không khá nổi. Nàng trừng lớn nhìn tên kia, hắn, đưa, ô, cho, ta, là, để bán, chữ. Vậy châm của ta, cây châm là cô đưa, đương nhiên không thể tính tiền. Lần tiếp theo đi vào Ngọc Trần Phụng Uyển, đã là 3 ngày sau. Bên ngoài túc lều tranh, bì bì đã thu hoạch xong hành lá, toàn bộ ruộng rau trống trơn, chỉ còn một đống đất bùn nhùn. Nàng thấy hắn đang dùng xẻng xúc đất lên xe, sau đó nhét thêm tấm bảng, bên trong có dấu bản vẽ của Lan Khanh công tử, 30 lượng một lần đào, tới trước đào trước, dựa vào vận khí hoàn toàn, sau đó tung tăng ra khỏi cửa. Bì bì chôn 6 cái túi nhỏ, 4 cái trống, chỉ có hai cái là có chữ viết của Lan Khanh. Hai túi có chữ, một túi chôn trên cùng, vận khí tốt thì có thể tìm thấy rất nhanh một túi khác bị chôn ở dưới cùng. Như thế cứ tiếp tục đào cả đống lớn đất cũng không mò ra vạn tám ngàn lượng bạc. Sao có thể tính kế như thế chứ? Phương Uyển Chi nuốt một ngụm nước miếng, xoay mặt xài bước vào trong phòng, vừa vào thì đưa ngân phiếu ra, nói, lan ra, lần trước bán cái ô của ngài được 700 lượng, theo ý của ngài, ta giữ lại 30 lượng, còn lại ở đây, không thiếu một văn, ngài muốn đếm lại không? Nếu trước kia Phương Uyển Chi chưa thấy chết chưa sợ chôn, còn ôm ấp tâm tư không trả bạc lại cho lan khanh thì tâm tư đó cũng bị chiếc xe chở đất kia chôn vùi rồi thật khiến nàng kinh sợ tính toán người khác quá cao siêu nàng nghĩ nếu như hôm nay nàng không chịu giao bạc cho hắn sau này sẽ bị hắn ép càng nhiều lan khanh công tử hình như đang ngủ trên giường trong phòng vừa nghe nói có bạc thì lập tức có tinh thần góc bình phong có xé một góc lộ một khe hở nhỏ ngón tay thon dài như lần gặp trước duỗi thẳng lòng bàn tay ngửa ra đặt vào đây rốt cục trong phòng này có bao nhiêu đường giao thiệp thế cái tấm bình phong động bát tiên này đã bị hắn chọc bao nhiêu lỗ rồi phương đại cô nương đối với người có hành vi khác hẳn những người bình thường như hắn tuy là không nói gì nhưng vẫn vô cùng bất đắc dĩ đầu đầy hắc tuyến để ngân phiếu vào tay người kia miệng không nhịn được giễu cợt một câu mặt ngài không thể gặp người được à cả ngày trốn sau tấm bình phong dưỡng trắng chắc cũng không phải quái vật rừng sâu gì không để cho người ta xem mặt chẳng lẽ là sát thủ sao nàng vốn nghĩ hắn sẽ châm chọc lại nàng hoặc là dứt khoát không để ý tới không ngờ lần này trái với dự liệu của phương uyển chi lan khanh lại trả lời hắn nói cô muốn xem sao giọng điệu vô cùng thoải mái giống như đó cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng có thể nhìn Phương Đại Cô Nương có phần kinh ngạc vì sự sảng khoái của người kia hôm nay, trong thâm tâm vẫn còn suy tính, chẳng lẽ hắn cầm bạc rồi tâm tình tốt quá mức, đầu óc còn chưa kịp phản ứng sao, sau đó hắn rất sung sướng thêm tiếp một câu, gò má 500, chính mặt 1 ngàn, toàn thân một vạn, cô muốn xem cái nào. Nói vậy xong, sau bình phong vang lên tiếng bước chân thật, sợ quá Phương Uyển Chi vội vàng lấy khăn che mặt. Lan ra, ngài dơ cao đánh khẽ đi. Phía sau bình phong, Lan Khanh khẽ cười, giọng trầm thấp dễ nghe. Ảo tưởng, vẽ tranh thôi. Thượng thư đại nhân, biến. Tô áng. chương 5. Thượng thư đại nhân, biến. Si sao. Ở thượng kinh, so ra thì không an nhàn bằng chấn bên, dù sao cũng là dưới mí mắt quân chủ, chuyện gì cũng sẽ trở nên vô cùng khó đoán. Hôm nay lâm chiều, Lưu Nguyên đế vẻ mặt âm trầm ném chiến thư khẩn từ 800 dặm lên trước long án, phát ra tiếng động vô cùng lớn. Thiên hạ ngày nay chia làm ba phần, đột quyết thường xuyên phái binh đánh lén các thành huyện ở biên quan, tuy rằng chút đất đó không là gì so với bản đồ rộng lớn của Đại Yên, nhưng nếu liên tục như vậy, không trừ tận gốc, hậu họa khôn lường. Trước đó không lâu, Lộc Sương Hầu Nhạc Thâm đã đi biên thành, trận đầu báo về thắng lợi, lòng dân mừng rỡ so sánh với một người con trai khác của Lưu Nguyên Đế cũng vừa đi đến biên giới để nguyên chiến là tam hoàng tử Lưu Lễ lại liên tiếp bị đánh lui, nếu không phải trần lão tướng cao tay, chỉ sợ hắn đã mất mạng lúc nào không biết chừng. Lưu Nguyên giận dữ, cũng là vì chuyện này mà bùng nổ. Đồ vô dụng, ai bảo ngươi không để ý chiến cuộc, đánh ngựa lên phía bắc làm gì? Nếu không phải trần trực đến kịp lúc, thể diện của đại hiền ta đều bị ngươi làm mất hết rõ ràng đối phương giả vừa bại trận, thế mà cái tên hồ đồ này lại không nhìn ra manh mối, cứ thế đổi thẳng đến bên trong lưu cầu, suýt thì mất mạng. Toàn quân 15 vạn tương sĩ cũng chết hết 7 vạn, ngay cả lưu lễ cũng bị gãy tay trở về. Là con em hoàng thất, chuyện này không khác nào tát thẳng vào mặt lưu nguyên đế, dân chúng cũng đồn đại ầm ầm trên phố thị. Trong điện, hạ thần không dám lên tiếng, ai cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm nghe lão tử giáo huấn con trai nhưng mà Lưu Nguyên Đế lại không hết giận, tiếp tục đi soi tìm lỗi, Trương Tư Trung bị điểm danh, Thượng tướng quân Diêu Vĩ Thành cùng với binh bộ Thượng Thư Tả Dương và mười mấy quan viên cũng bị gọi lên. Các người nói xem, đối với chuyện này, nên giải quyết thế nào? Biện pháp, cái này ai mà dám lên tiếng? Từ xưa đến nay cha khiển trách con trai, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trong lúc mấu chốt này, hạ thần nào dám nghĩ kế sách, cũng không thể lấy lòng cả hai bên. Còn nữa, đừng có tưởng trong cơn thịnh nộ lưu nguyên đế thuận miệng điểm danh mấy người này một cách vô cớ, không biết bên trong còn cất giấu điều gì đâu. Trong số đó, Thượng tướng quân Diêu Vĩ Thành và binh bộ Thượng Thư Tả Dương đều là khách quen của quý phủ lưu lễ, lễ bộ Thượng Thư Tiêu Diễn và Dư Hoài Chuẩn là người của nhị hoàng tử lưu đệ, người còn lại là trương tư trung thuộc phe cánh con trai trưởng của hoàng hậu lưu lăng. Các hoàng tử lôi kéo quan lại về phe cánh vốn cũng không phải tiền lệ ở các triều đại trước bây giờ hoàng thượng lại muốn thăm dò, ai cũng không dám có ý kiến. Thừa tướng Trương Tư Trung khó sự tắc lưỡi, không dám không mở miệng đáp lại, đành phải tránh nặng tìm nhẹ nói. Thần cho rằng, chuyện này tam hoàng tử tuy là có sai lầm, nhưng cũng đã vì đại yên ta mà vào sinh ra tử, còn mang thương tích. Thần vạn cầu xin thánh thượng xem xét tuổi tam hoàng tử vẫn còn quá trẻ, xử lý nương tay. Tính là cầu xin, nhưng cũng giống như chưa nói vừa nói tốt cho lưu lễ, lại giả bộ ngoan ngoãn trước mặt lưu nguyên đế. Mấy người dưới vừa nghe lão già này dở dòng, cũng vội vàng học theo nói vài câu. Cầu xin thánh thượng nương tay. Quan lại không thành thật thì đương nhiên sẽ sống lâu hơn người thành thật. Nhưng ở nơi quan trường này, chuyện gì cũng phải xem ý tư cấp trên, người kia tâm tình tốt thì mọi chuyện cho qua, còn nếu không thì chuyện gì cũng đừng nghĩ tới. Hôm nay tâm tình lưu nguyên đế đương nhiên là không tốt, ông cười lạnh một tiếng. Chấm cũng không biết, lương thực đại yên lại nuôi ra được một đám người như các người đấy, các người ăn cơm quan đủ rồi, giờ muốn cáo lão hồi hương phải không? Câu nói sao giọng bỗng cao lên, hô dọa chúng hạ thần tuôn mồ hôi lạnh. Gần vua như gần cọp, nói sai một câu thì mất mạng mất đầu. Những lúc nói nhiều sai nhiều như vậy, ai dám lên tiếng? Lưu Nguyên Đế đảo mắt qua một lượt, mắt rồng nhìn thấy hộ bộ thượng thư liên dụ đang ngáp một cái. Thần sắc vô cùng mệt mỏi, rõ ràng là còn chưa tỉnh ngủ. Hoàng thượng thức mà không biết nói sao, ông hét, liên dụ, người nói xem, chuyện như vậy phải xử lý như thế nào. Liên dụ nghe vậy thì rụi rụi con mắt, sửa sang quần áo rồi bước ra. Đưa tay chỉnh lại cái mũ cánh chuồn bị lệch, đúng quy đúng củ quỳ xuống đất. Thần cho rằng, phải phạt. Chỉ một câu hời hợt, trong nháy mắt, cả đám ồ lên. Mấy lời không muốn sống này mà cũng dám nói. Trần Vương lưu lễ liếc mắt nhìn hắn, lưu nguyên đế cũng không biến sắc. Ồ, theo ái khanh nói, phải trừng phạt thế nào? Thần cho rằng, cần phải trục xuất phó tướng Tăng Giai ra khỏi kinh thành, an ủi bảy vạn tướng sĩ vô tội đã bỏ mạng vì đại hiền ta. Trừng phạt Tăng Giai, đây là kết quả mà tất cả mọi người không nghĩ tới. Liên dụ nói, Trần Vương tuổi còn trẻ, lại là lần đầu tiên lãnh binh đánh trận, tuy thân là chủ tướng, phó tướng phải khuyên can cũng là điều cần thiết. Tăng phó tướng là cựu thần, hành quân bày trận đều là cao thủ, thế nhưng cũng không nhìn ra kế của quân địch, bỏ mặc tam hoàng tử rơi vào bẫy, rõ ràng là không làm tròn trách nhiệm. Bởi vậy, thần thỉnh thánh thượng, trừng phạt tăng giai. Đối với việc trừng phạt tam hoàng tử lưu lễ, hắn lại không nói tới một chữ. Trong lòng những người ở đây đều hiểu, hành quân đánh trận, chủ tướng và phó tướng đương nhiên phải cùng tính toán. Nhưng Tăng Giai chỉ là võ tướng tam phẩm, làm sao hắn dám ngăn cản hoàng tử, hắn dám đắc tội sao? Lời này mà truyền ra, đừng nói Tăng Giai, ngay cả dân chúng cũng đều hiểu được, rõ ràng là cho Trần Vương lưu lễ một bậc thềm mà xuống. Quan lại cũng không lên tiếng, không ai dám hùa theo, tất cả đều nghiêm túc quỳ gối trên nền điện tuyên đức chân bóng, lặng lẽ quan sát ý tứ của Thánh Thượng. Mắt thấy vẻ mặt Lưu Nguyên đế có phần buông lỏng, Liên Ái Khanh nói cũng có vài phần đạo lý. Đây là đưa đúng chủ ý rồi. Hạ thần ở đây cuối cùng cũng phát giác ra manh mối. Trần Vương Lưu lễ bị đánh bại, người trên phố bàn tán xôn xao bốn phía, Thánh thượng không có ý kiến với chuyện này, cũng không có dặn dò. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới là, dù con trai có vô liêm sỉ, đó cũng là con của mình lại thêm mẫu phi của lưu lễ viện quý nhân đang được sủng ái, lưu lễ gãy tay trở về, giờ còn bị khiển trách, chẳng lẽ là hủy vương tước hay sao? Hiển nhiên, lưu nguyên đế coi trọng đứa con trai này, nếu không cũng sẽ không chuẩn cho hắn đi xuất chiến. Và rõ ràng là, sự tăng giai cũng là chủ ý của ông, nhưng nếu lời này từ trong miệng lưu nguyên đế nói ra, đương nhiên sẽ khiến lòng dân phẫn nộ, sẽ nói ông nung chiều thân tử. Còn nếu là đại thần thượng thư nói, thánh thượng sẽ bất đắc dĩ lựa chọn thuyết pháp đó. Liên rủ tùm tìm cười nhìn thừa tướng Trương Tư Trung, Trương Đại Nhân tất nhiên cũng nghĩ như vậy đúng không? Tả Đại Nhân, Tần Đại Nhân, từ trước đến nay có giao hảo với phó tướng, cho nên hẳn là không nỡ nói ra. Một cái mũ lớn trục xuống, lão già kia còn có thể nói cái gì? Chúng thần đồng ý. Trong lòng lại hận liên dụ đến mức nghiến răng. Nhân tình là hắn cho mình, lại còn túm lưng mình lại nhưng mà bất mãn thì bất mãn, giận cũng không thể bộc phát được. Liên dụ là tôn tử của Liên Trình Viễn, người được tiên đế đích thân phong vương, tuy Liên Trình Viễn làm thừa tướng vất vả 9 năm lâu ngày thành bệnh, nhưng ông vẫn sở hữu đất phong binh quyền, lại không phải đèn cạn dầu. Họ cũng không mốc mà đắc tội với Liên dụ, huống chi, thánh thượng còn liên tục coi trọng hắn. Tăng giai bị tước mũ cánh chuồn, ngày mang theo một nhà lớn nhỏ hồi hương, cả chiều không đại thần nào đi tiễn thứ nhất là tránh hiểm nghi, thứ hai là không muốn dính nước miếng của dân chúng. Tam hoàng tử lưu lễ bị cấm túc ba tháng, ở nhà sao chép kinh văn, thế mà vẫn có không ít quyền thần chạy tới thăm. Trên đường cái nhộn nhịp, chiếc xe ngựa cũ rách, kèn kẹt mang theo hai dương hành lý nặng nề, trên mặt đất hẳn lên hai hàng vết xe. Dân chúng kinh ngạc đứng nhìn, trong lòng ai cũng hiểu, trận chiến lưu cầu ấy triều đình lấy tăng dai để chặn miệng vị này đã vì triều đình vào sinh ra từ 30 năm, cuối cùng cũng chỉ còn hắn với mái đầu hoa dâm và đỉnh đầu ô cát, thế đạo ngu mốc là thế. Trên đường lớn, họ thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại cạnh bên, một nam từ trẻ tuổi mặc chiều phục màu tím từ trong kiệu bước ra, hai tay đưa một hộp gỗ cho tăng dai, khẽ nói gì đó rồi chắp tay lại, khom người hành đại lễ. Đó là sự tôn trọng với trường giả. Đối phương được tôi tớ che dù, bọn họ cũng không thấy được tướng mạo người kia, chỉ thấy tăng đại nhân dương dương nắm chặt lấy tay hắn quần áo tung bay xe ngựa tăng phủ lại lần nữa lên đường trong đám người châu đầu ghé tai nhau đột nhiên có một người thấp giọng nói là liên dụ sao hắn lại có thể đến đưa tăng phó tướng lúc trước không phải là hắn và mấy đại nhân trong triều dân sớ xin định tội sao mèo khóc chuột thôi đúng thế phương uyển chỉ bị đám người đông đúc ngăn lại vốn chỉ định ra đường mua son phấn cũng suýt nữa bị chen lấn đến bỏ ra đất. Nàng dơ cao hai hộp phấn son hỏi tiểu ca bên cạnh. Liên dụ là ai vậy? Nhị phẩm quan văn không phải cũng mặc như thế sao? Sao nhìn ra ai với ai đây? Tiểu ca quay đầu lại nhìn nàng kỳ quái. Cô không thấy dáng vẻ vị công tử trẻ tuổi kia à? Trong chiều không ai trẻ tuổi hơn hắn đâu. Người ta ra thế bối cảnh tốt, 27 tuổi đã làm hộ bộ thượng thư rồi hắn chập chập hai cái, không nói thêm gì nữa. Dù sao nghị luận chuyện quan viên triều đình, tốt nhất cũng phải đóng kín cửa hãm nói. Phương Uyển Chi không khỏi nhìn về phía cố kiệu kia, tìm không ra cái bóng của liên đại nhân kia đâu, chỉ là sao tự dưng thấy bóng lưng gã sai vặt đi bên kiệu có phần quen mắt. Sao lại giống bị bì, bì ở Lan ra keo kiệt vậy nhỉ? Nói tới đây, lâu rồi Lan Khanh không gọi nàng tới vẽ tranh. Nghĩ như vậy lại thấy mình hoang đường, Phương Uyển Chi cười lắc đầu rồi bỏ đi. Không ai hay biết, sau khi tiễn tăng dai đi, người nam tử trong kiệu liên tục cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống trơn. Hắn đưa cho tăng dai ba vạn lượng bạc, đủ để ông dùng khi hồi hương dưỡng lão. Hắn kính nể tư thái anh hùng của ông, bây giờ thời cuộc như vậy, để tăng dai rời khỏi kinh mới là lựa chọn tốt nhất. Gã sai vặt bên cạnh nhìn xuyên qua tấm rèm cửa. Ra, ngài yên tâm đi, có chút bạc này, tăng phó tướng sẽ không phải chịu khổ. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, trao mày. Nếu như giờ ta đuổi theo, nói mới rồi đưa nhiều bạc quá, bảo hắn đưa lại ta năm ngàn lượng có được không nhỉ? Trên đường lớn dài rộng thanh thang, mọi người chỉ nhìn thấy chiếc kiệu quan trao đảo thoáng qua, vài câu hội thoại không đầy đủ truyền ra. Ra, mặt giấy như vậy, là vốn dĩ sinh ra đã có hay là nhặt dưới đất lên dùng thế? Ra, lần sau chúng ta không cần ra phố nữa đâu tại sao ta nghe tiếng bọn họ mắng ra đấy ồ mặc kệ nó thích sao thì thế hắn vốn cũng không phải giảng quan tốt lành gì phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn